Shop Hoa Lan Rừng Đắk Nông xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay Shop Hoa Lan Rừng Đắk Nông lại làm clip này chia sẻ một kinh nghiệm của shop đến mọi người. Thì như shop đã nói, trước chúng ta có thể là kiểm tra cái giá thể gỗ và là một trong những cái giá thể mà chúng ta hay lựa chọn đầu tiên khi trồng lan, đúng không ạ? Và như mọi người đã thấy đây là một cái giá thể gỗ vú sữa, và đây cũng là một giá thể gỗ vú sữa. Thì như mọi người đã thấy, đây là một cái giá thể gỗ vú sữa. Thì thường thường khi mà chúng em bắt đầu mới chơi thì thường thường là chúng em hay nghĩ đến cái giá thể gỗ vú sữa này, tại vì hồi trước thì em biết là cái giá thể gỗ vú sữa này nó rất là tốt cho lan, đúng không ạ? Thì ai cũng nói vậy. Thì theo một cách thông thường em chả biết nó tốt là vì sao nó tốt, em chỉ nghe và em làm theo thôi. Em trồng rất là nhiều cái loại giá thể vú sữa gỗ này, mọi người có thấy là một giò lan đây, mà cái này em cũng phải trồng lại thôi, em phải trồng lại. Nguyên nhân vì sao trồng lại thì đây mọi người có thể thấy nè. Một thời gian trồng, đúng không ạ? Thì cái giá thể gỗ này, thì cái này nó chỉ có mới 3 năm thôi. Đây là một cây mặt hoa bệt mọi người nhé, đây là một cây mặt hoa bệt. Thì cây này em trồng cũng được 3 năm rồi, gần 3 năm rồi đó. Thì mọi người có thể thấy là từ những cái thân già đây nè, những cái thân già đây nè, mọi người có thể thấy không? Nó cho đến những cái thân bây giờ mới bây giờ và đây. Thì hiện tại bây giờ thì cái thân này nó đã không lên mầm con, mà nó chỉ ra cây thôi. Nguyên nhân vì sao ạ? Nguyên nhân là mọi người có thể chú ý giùm em nè. Đây rêu nó lên rất là nhiều, mọi người có thấy không ạ? Ở đây rêu lên rất là nhiều. Và khi mà lên rêu lên nhiều như thế này á, thì nó ảnh hưởng khá là nhiều tới cái cây của chúng ta. Nó bó hết cả những cái phần gần đây luôn. Thì khi mà như vậy á, thì cây chúng ta sẽ không phát triển được. Và khi nó không phát triển được thì chắc chắn một điều á, nó sẽ không ra mầm con được đâu mọi người ạ. Và nó cũng không có thể nào nó ăn được lớp rêu. Em sẽ bóc ra cho mọi người xem, lớp rêu này rất là dày, mọi người chú ý giùm em, nó rất là dày nè. Thì nó không có đủ điều kiện, mọi người phải chú ý giùm em. Một cây để có những cái điều yếu tố để nó đâm mầm đâm chồi thì mọi người đây, mọi người có thể thấy, với điều kiện là cái rễ nó phải là tự nhiên, nó cái rễ nó phải thoáng và rất là tự nhiên thì cây nó mới có thể làm. Mọi người thấy không, ở trồng một cái cây ở vào chậu như thế này, đầu rễ nó rất là xanh, và thứ hai là không có trường hợp nấm nó sẽ rêu mốc rồi nó sẽ lên chỗ này luôn. Tại vì cái giá thể gỗ này, ví dụ như khi nó đang tươi như thế này nè, thì trường hợp nó đang ít nha mọi người nha, mà khi mà nó chuyển hoai, nó hoai mục thì rêu rất là nhiều. Thứ nhất, thứ hai là nó sinh ra những cái con như đây nè, mọi người thấy giùm em nè. Đây mọi người thấy không, những cái này là những cái mọt gỗ trắng trắng này, mọi người có thể để ý này. Cái mọt gỗ, cái mạc của cái gỗ này nó xuống đó mọi người, con ăn mạc gỗ đó. Thì hôm nay là clip muốn là làm cái clip này, shop muốn làm clip này để chia sẻ mọi người cái cách chúng ta có thể là chúng ta tìm điểm chung nhất, để có nghĩa là chúng ta chọn cái giá thể ngay ban đầu làm sao cho nó tốt. Thì chắc chắn một số người mới chơi thì luôn nghĩ là cái giá thể gỗ nó cái cây gỗ vú sữa nó tốt đó mọi người, và tốt như thế nào thì không ai là biết cây vú sữa nó tốt ở đâu và vì sao nó tốt thực sự ra như vậy. Cái đó là điều thực tế nhé. Ngay chính cả bản thân em bây giờ em cũng biết nó tốt vì cái điểm gì. Ngay cây vú sữa, một số người kêu là cái nhựa cây vú sữa nó sẽ tốt, nhưng mà nó chỉ tốt là ở cái thời điểm là nó đang còn nhựa cây thôi. Nhưng mà chúng ta ví dụ như chúng ta trồng khoảng 1 năm thì làm gì còn nhựa nữa, đúng không ạ? Thì khi nó không còn nhựa thì nó sẽ là tốt vì cái gì đây ạ? Cái đó là cái câu trả lời mọi người nên cần chú ý đó. Và thứ nhất và thứ hai, cái nhược điểm của một cái cây vú sữa, một cái cây đây, chúng ta trồng một dây hạt trên một cái cây, thì mọi chú ý giùm em nè, vào mùa nắng thì cái lượng nước ở cây vú sữa này nó sẽ không có nhiều. Nguyên nhân vì sao? Khi chúng ta tưới phun á, thì nó không có cái chỗ để giữ nước. Và để mà ngắm vào cây vú sữa này á, ngắm vào cái thân cây này đi, nó rất là lâu nha mọi người nha. Vì sao nó lâu ạ? Tại vì người ta nói cái thân cây như vậy đang trong trường hợp nó đang khô, đúng không ạ? Và để cho cái lượng nước nó ngắm vô thì nó phải thường thường là mưa rất là lâu, hoặc là chúng ta tưới rất là lâu thì nó mới ngắm vô được trong này. Và nó ngắm không được nhiều. Thay vì như vậy chúng ta tưới một cái chậu em trồng đây thì nó đã ướt hết rồi, thì một cái cây này nó vẫn ướt một phần nào thôi và nó khô rất là nhanh. Đó là cái nhược điểm đầu tiên nha. Cái nhược điểm thứ hai là cái vấn đề bón phân. Thì mọi người này nhìn nè, đây là cái cách để chúng em bỏ phân nhé. Là vì sao như vậy ạ? Thì khi chúng ta làm mà chúng ta bỏ cái phân này cho cây á, thì mọi người phải cho vào cái túi như thế này, chứ chúng ta mà bón như thế này là không được. Và khi mà bỏ vào cái túi như thế này, nước mưa mọi người nhìn thấy nè, nó ngấm xuống thì cũng chả bao nhiêu phân cho nằm ở đây, mọi người thấy không ạ?
thì khi mà cái dưỡng cây này nó trôi xuống để thì bao nhiêu lượng phân nó ngấm được vào đây, hay là nó trôi hết đi ạ? À? Nó chỉ ngấm khoảng được 30% thôi. Đúng không mọi người, 30% còn ở trong chậu như thế này chúng ta bón nó sẽ ăn hết khoảng 8 đến 90%. Không phải là hoàn toàn nhưng mà 8 đến 10 đến 80%, đúng không ạ? Thì vì sao chúng ta cái yếu tố thứ hai chúng ta không nên trồng cái cây là như vậy. Và yếu tố cuối cùng quyết định nhất là cái yếu tố cái độ bền của một cái giò lan. Thì mọi người chú ý giùm em, chu trình một cái giò lan như thế này hoặc là một giò lan như thế này thì mọi người chu trình mà trồng nha. Từ những mầm con này thì mất phải 2 năm nè, hoặc hơn 2 năm thì mọi là một thành một cái giò như thế này. Và để một cái thành một cái giò trưởng thành mà một cái giò nó khủng á thì phải mất khoảng tầm 3 năm đúng không ạ? Thì sau cái này em chỉ trồng khoảng tầm hơn 2 năm nó đã mục rồi. Đây cũng là một cây vú sữa. Đây một giò bệt mọi người. Thì mọi người thấy không? Khi mà nó mục như thế này thì nó sẽ dễ gây ra những cái con trùng hoặc là một số cái ký sinh nó không tốt là nó tự sinh ra khi nó hoai mục. Thì cái đây là yếu tố cuối cùng để chúng ta quyết định là chúng ta sẽ không chọn nó. Và em nghĩ là ba yếu tố này chắc chắn mọi người sẽ có một câu trả lời cho mình. Nên là hôm nay em làm cái clip này muốn chia sẻ với mọi người. Đây là điều thực tế ở shop Hoa Lan Rừng Đắk Nông đang làm. Và thứ hai là chúng ta tìm một cái điểm chung nhất để chúng ta có một cái giò lan đẹp, đúng mọi người. Đó là cái yếu tố quan trọng nhất để xác định và cái tuổi thọ của cái giò lan chúng ta là không có nhổ đi nhổ lại trồng nhiều lần trong khi cây nó đang phát triển. Đó là cái điều tối kỵ để chúng ta có thể là tránh đi. Và em nói luôn, khi mà trường hợp mà cây nó mục như thế này và rêu nó bám như thế này thì cái việc đầu tiên á, hôm nay thì em mới đụng cái giò này đây. Tại vì căn bản là ở vườn em cũng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ là tới đông nào thì xử lý đó thôi, cũng không thể nào mà trong một chốc lát mà làm hết được. Thì vấn đề đầu tiên là chúng ta sẽ lột hết những cái gọi là cái rêu này đi nha mọi người nha. Và thứ hai, mọi người nhìn giùm em nè, ở dưới lớp rêu là nguyên một lớp rễ. Và khi mà rễ nó nhiều như thế này, rêu nó nhiều như thế này, vừa nhiều lại vừa dày nữa, nó làm cho cây không phát triển được. Thì giá thể như thế này mà em hỏi mọi người trồng cây gỗ để làm gì ạ? Đúng rồi, chúng ta không nên trồng cây gỗ đâu. Đó là hôm nay shop chia sẻ thật lòng. Và một cái điểm đặc biệt ở đây, shop muốn hôm nay là cái vấn đề chính trong cái vấn đề này. Thì đó là mọi người có thể để ý đây là cái gì ạ? Mọi người có biết đây là cái gì không ạ? Cái gì mà cứ vàng vàng và từng sợi thế này. Thì em cũng nói luôn đây là lá của điếu thuốc chúng ta hút. Lá của thuốc gì ạ? Là lá của thuốc này. Đây ạ. Đây là một lá của điếu thuốc Tây Đô nhé. Vì sao lại là thuốc Tây Đô? Vì thuốc Tây Đô nó cũng là một loại thuốc rẻ tiền và nó có thể là dùng được cho nhiều lần. Thì vì sao em lại rắc cái vỏ thuốc này lên trên một cái chậu lan đang trồng, đúng mọi người? Đó là một câu hỏi bây giờ mọi người đang đặt ra cho mình. Thì câu hỏi của em xin trả lời mọi người luôn. Cái rắc vỏ thuốc này nó có hai trường hợp. Thứ nhất, nó sẽ tránh những cái con côn trùng đang hình thành trong chậu lan của chúng ta. Ví dụ như một số con trùng như rầy rệp và một số con côn trùng chích đốt rễ. Mọi người chú ý giùm em nha. Rầy rệp và chích đốt rễ nó làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lan của chúng ta. Do nguyên nhân vì sao ở cái giò lan nó có là do điều kiện khí hậu, và thứ nhất là thứ hai là cái giá thể và cái loại phân bón chúng ta. Và chúng ta bỏ vào những cái lúc phân bón thì trong đó là những phân bón là hữu cơ mọi người nhé, chú ý giùm em. Thì gồm có những là phân bón là phân chuồng, là như phân dê, phân dơi vân vân và vân vân. Thì vì sao nó lại có những cái ký sinh trùng đó thì em cũng đã nói từ clip trước rồi. Những loại phân đó thì mọi người chú ý giùm em, phân đã qua xử lý thì hình dạng không thể còn nguyên si như phân mà nó vừa gọi là con vật đó nó vừa gọi là tiết ra. Mọi người chú ý giùm em nha, nếu mà đã qua xử lý. Còn hình thức xử lý bây giờ nó có rất là nhiều cách xử lý. Có thể là sấy bằng nhiệt độ cao, đốt nóng, thứ hai là sấy lạnh, đúng mọi người. Rất là nhiều trường hợp xử lý. Thì nguyên nhân vì sao mà một cái loại phân mà mọi người cố chú ý giùm em là một cái loại phân, ví dụ như phân dê đã nói qua xử lý rồi thì làm sao nó còn nguyên vẹn được, đúng không ạ? Không thể nào, cái đó là điều chắc chắn 100%. Và thứ hai, cái yếu tố quyết định cho nó nữa là không thể nào nó xử lý tại vì giá thành nó rất là rẻ. Cái đó là điều mấu chốt trong vấn đề này mọi người, không ạ? Giá thành rẻ yêu cầu một vấn đề là người ta sẽ
không có xử lý cho chúng ta. Thì nếu mà không xử lý thì nó sẽ ảnh hưởng những cái trường hợp như là có những vi sinh vật trong đó phát triển và gây hại đến cây trồng của chúng ta. Đặc biệt là những cái cây lan bây giờ kinh tế rất là cao và giá trị nó rất là khủng. Thì làm cách nào để chúng ta hạn chế với nó? Không lẽ ngày nào chúng ta không đi xịt thuốc đúng không ạ? Thì bằng cách nào ạ? Thì bằng cách là chúng ta sẽ dùng cái thuốc này. Dùng cái thuốc này là vì sao? Nó không chả phải là nó là thuốc rầy, nó là thuốc đẹp gì cả. Nhưng mà nhờ vào cái tính chất cái lá thuốc rất là đắng. Mọi người chú ý giùm em. Cái lá thuốc rất là đắng và cái con vi sinh vật và vi trùng nó là một sinh vật có sự sống. Mọi người chú ý giùm em nha, cái cây nó cũng sống nhưng mà nó chuyển hóa. Mọi người hiểu không ạ? Cái cây nó hấp thụ chất, nó chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, có nghĩa là từ dạng phân thành nước hấp thụ vào cây và từ cái những cái đó nó đi ra những cái chất để cây nó hút vào trong cơ thể. Còn những con vi sinh vật nó sẽ trực tiếp với cái thuốc đó. Thì những cái lá thuốc như thế này, đây em sẽ bóc ra cho mọi người xem một tí nha. Những cái lá thuốc như thế này mọi người có thể chú ý giùm em nè. Những cái lá thuốc như thế này đây thì nó sao ạ? Khi chúng ta rắc đều lên trên những cái này thì một chậu thì như thế này thì mọi người chỉ dùng cho em tầm khoảng là một điếu rưỡi thôi nha. Đó là em rải một điếu rồi, bây giờ em rải thêm nửa điếu nữa. Và cái thực ra cái thuốc tay đô này thì nó còn rẻ lắm mọi người ạ. Thì cứ một chậu mọi người bỏ cho em tầm một điếu thì tầm khoảng 100 ngàn thì cũng rải đuối rồi đó. 100 ngàn tiền thuốc so với anh em mua một cái kỳ hoa lan, để em nói luôn nha, một cái bệt này thường thường nó nằm rơi vào tầm phải vài triệu đấy mọi người. Thì nó có đáng không ạ? Nó không đáng một chút xíu nào cả. Điều thứ hai đây á, mọi người chú ý giùm em, khi mà chúng ta rắc như thế này, nhờ cái tính chất đắng của lá thuốc thì nó khi nó ngậm thẩm thấu sâu vào bên trong cái giá thể này, đúng không ạ? Thì khi mà những con vi sinh vật ở trong đó nó cảm thấy là ở môi trường này nó khắc nghiệt với nó thì chắc chắn một điều á, nó không phải nó chết đâu nha anh em nhé, không phải là nó sẽ bị chết mà nó sẽ tự kiếm cách để nó đi chỗ khác, có nghĩa là nó sẽ tìm một cái nơi thích hợp hơn với điều kiện sống của nó. Thì đó là cái cách chúng ta bảo vệ một chậu lan mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ rắc cái vỏ thuốc lên đây, tránh những cái trường hợp như côn trùng như là rầy rệp và một số côn trùng chích đốt rễ và thân cây của chúng ta thì nó đều có tác dụng mọi người nhé. Còn ví dụ như một cái giò như thế này nằm trên đây, thì như cái clip em cũng đã nói rồi, em có làm trên hoa lan rừng Đắk Nông, cái clip YouTube hoa lan rừng Đắk Nông em đang làm đây, thì em cũng đã hướng dẫn mọi người chúng ta pha thuốc rầy rệp tự nhiên bằng thuốc tỏi và ớt. Thì chúng ta có thể là phun lên như này đây mọi người nhé, chúng ta có thể phun lên như này và giữ cái độ tốt cho cây. Thì đây là cái clip thực tế mà bên shop em đang làm hướng dẫn mọi người, và mong rằng á, cái clip này anh em sẽ có một số gì đó gọi là cái kinh nghiệm chăm sóc cho bản thân của mình về một cái cây. Mọi người thấy không, một cái cây trồng giá thị gỗ mà nó đã lên bám rêu như thế này, nó không phát triển, nó chỉ ra ki ở ngay những cái đầu ngọn thôi. Mọi người thấy không, đây là thực tế nha. Và một cây nếu mà chúng ta trồng theo cái hướng tự nhiên như thế này, mọi người thấy nó ra rất là nhiều và ki nó rất là khỏe. Đó là hai cái trường hợp đặc biệt. Thì hôm nay có hai vấn đề, thứ nhất là cái giá thể trồng, thì em cũng nói luôn nha là chúng ta không nên trồng giá thể gỗ đâu. Và anh em đặt câu hỏi cho mình là cái giá thể gỗ này nó tốt ở điểm gì và thời gian tốt là bao lâu, chú ý giùm em nha. Nó tốt ở điểm gì ạ và thời gian tốt là bao lâu, thì chắc chắn là một điều là không ai sẽ trả lời được cái câu đó là chính xác cả, tại vì không ai biết nó là trong thành phần cái gỗ sữa này nó tốt ở điểm nào. Đó là có thể là nhựa cây, nhưng mà nhựa cây thì thật ra nó chỉ còn tầm một tháng hoặc tháng rưỡi đó nó đã khô rồi, đúng mọi người, cho em cho còn chất luôn nó thì khoảng tầm 6 tháng đi. Thì sau tháng 6 tháng sau thì nó sẽ có cái gì để nó bảo hòa là cây nó chúng ta sẽ tốt, đúng không ạ? Còn với trong như thế này, trong rất là cực, trong rất là cực, cái này phải phân bón lá nhiều hơn là phân này, tại vì phân này nó ăn không được bao nhiêu, bỏ cho có thôi chứ ăn này cũng chả được bao nhiêu. Đa số là chủ yếu là phân bón lá. Phân bón lá thì bây giờ anh em đang dùng là những cái dòng B1 Super Thai hoặc là lung tung hết, rất là nhiều loại phân trên thị trường và cung cấp một lượng như vậy cho nó. Thì em nói anh em thì hóa học quá nhiều nó cũng không tốt đâu, đó là em nói xin nói thật với anh em như thế. Tại vì cái cây rừng mọi người biết rồi, nó là cái điều kiện tự nhiên, nó không chả có gì để nó ăn uống như anh em cả. Khi chúng ta về mà cho nó ăn quá nhiều thì chắc chắn là một điều là, thứ nhất cây nó chắc chắn là cây nó sẽ đẹp nếu mà nó lục lượng phân nó dồi dào, nhưng mà cái độ bền của cây thứ nhất, thứ hai là cái cách hoa của nó, và thứ ba là nó dễ bị nấm bệnh. Tại vì căn bản vì sao ạ? Vì khi mà cái cây nó phát triển quá nhanh thì cái hệ gọi là chất dinh dưỡng trong nó bị rối loạn, và khi nó đã bị rối loạn thì chắc chắn là nó sẽ bị những cái bệnh
trường hợp như thối nhũng là một trong số những cái trường hợp mà nó cũng ảnh hưởng, nguyên nhân là do là bị rối loạn chất dinh dưỡng ở cây. Và thứ hai, nó còn có những cái trường hợp như là chậm lớn hoặc là lớn quá nhanh, rồi xong bắt đầu một thời gian sau đó, nó gây ra những cái gọi là cái biến dị ở mặt hoa thứ nhất, thứ hai là có nghĩa là ở cây nhiều vân 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 vân, nên em chúng ta sẽ trồng một cái giò lan theo một cái cách tốt nhất là nên là tự nhiên.